Chương trình Lương thực Thế giới giúp đỡ cho người tị nạn Cộng hòa Trung Phi, tên từ Damaha. Chương trình Lương thực Thế giới, tức WFP, đã gia tăng cứu giúp cho những người dân Cộng hòa Trung Phi trong lúc tình trạng mất an ninh đã làm cho người dân phải rời bỏ nhà cửa. Tuy nhiên, tiếp xúc được với những người dân quá sợ hãi để trở về quê cũ là một trong những thách thức lớn của WFP. Cộng hòa Trung Phi nằm bên trong lục địa, là một cựu thuộc địa của Pháp, là quốc gia nghèo nhất thế giới, đã lâm vào tình trạng hỗn loạn sau khi loạn quân Seleka chiếm quyền của Tổng thống François Bozizé cách nay 4 tháng, tạo nên tình trạng khủng hoảng nhân đạo. Với tình trạng các thủ lãnh loạn quân kiểm soát thủ đô Bangui, nhiều nhóm thiện nguyện đã rời khỏi Cộng hòa Trung Phi. Khoảng 4.5 triệu dân phải tự lo liệu cho đời sống của họ. Biên giới không còn kiểm soát đã làm cho những tay săn thú lậu, quân nhân của các nước Chad và Sudan thiết lập những nhóm võ trang để cướp bóc tại những vùng nông thôn. Hôm nay, WFP đã phân phát thực phẩm cho 88 gia đình ở Damara, cách thủ đô Bangui về phía bắc khoảng 100 cây số. Mỗi gia đình nhận được 12 kg bột bắp, 6 kg dầu và muối. Ông Hussein Nuttall là giám đốc WFP ở Cộng hòa Trung Phi nói rằng, WFP đang giúp đỡ cho khoảng 200.000 người và hiện tại đang có nhu cầu khẩn cấp trên toàn quốc. Chiến tranh đã làm 206.000 người tản cư ngay trong nước và khoảng 55.000 người đã chạy sang các nước lân bang.